Đây là video cũ đăng lại, giá từ 11 tỷ, giảm xuống còn 9 tỷ 500 triệu. Mời quý vị xem lại một lần nữa. Mến chào quý anh chị cô chú ha. Thì hôm nay em tiếp tục review cho quý anh chị một cái căn biệt thự rất là tuyệt vời. Phải nói là cách bài trí không gian từ ao cá tới nhà cho tới vườn cây, một cách bài trí rất là hoàn hảo nha quý anh chị. Thì địa chỉ ở đây là thuộc thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, cách trung tâm thị trấn Kim Long tầm khoảng là 2 km thôi, hơn 2 km thôi ha. Và cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 70 km và cách thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu tầm khoảng là 40 km ha. Thì căn nhà của mình hôm nay có diện tích là 5.500 m² nha quý anh chị, và trong đó mình có 50 m² thổ cư ha, và được xây dựng rất là hoành tráng. Thì quý anh chị vui lòng xem hết video này để tham khảo chi tiết hơn ha. Nói về pháp lý trước ha, thì sổ mình là sổ hồng riêng nha quý anh chị. Thuộc địa chỉ là xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 5.548 m², hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất ở là 50 m² thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha quý anh chị. Thời hạn sử dụng là đất ở là lâu dài, còn đất trồng cây lâu năm là đến năm 2043 nha. Thì thửa đất này đã được cấp đổi khu đo rồi, nên chỉ cần công chứng chuyển nhượng sang tên là được ha. Còn đây là thửa đất của chúng ta nằm trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Là mình nở hậu nha, thì mình có ngang là 30 m, và sâu là một cạnh là 139 m, cạnh còn lại cũng tương tự luôn ha. Và mình vào tầm khoảng là 65 m là mình bắt đầu mình nở hậu ra phía đằng sau, ra rộng ra ha, và hậu đằng sau mình là 53 m ha. Bây giờ mở quy hoạch lên thì đất mình hoàn toàn là đất sạch 100%, không vướng quy hoạch gì cả. Thì đất mình á là quy hoạch phủ hồng vào tầm khoảng là 40 m ha quý anh chị, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha. Đây là thửa đất của mình ở phía bên ngoài nha quý anh chị, căn ngoài phía bên căn biệt thự của mình. Thì mình có ngang là 30 m mặt tiền nha quý anh chị. Ngang 30 m mặt tiền, bắt đầu từ đây mình đổ qua là mình có 30 m mặt tiền bám trên cái trục đường nhựa này ha. Và mình là xây tường rào kiên cố hết rồi. Đó, xây hết tường rào luôn rồi nha quý anh chị, và phía trước làm cổng rất là đẹp luôn. Và mình sâu vào sâu á là 135 m nha quý anh chị. Sâu vào trong hơn 130 m, và đằng sau là mình nở hậu ra 53 m. Nở hậu ra 53 m nha quý anh chị. Tất cả đều đã xây kiên cố hết rồi. Chỉ vào là ở thôi, chứ quý anh chị không có tốn bất cứ một cái chi phí gì nữa ha. Còn về hướng của mình á là hướng đông bắc nha quý anh chị. Hướng đông bắc mà chính bắc nhiều hơn. Đó, lệch qua đông một xíu. Và khu ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc rồi. Quý anh chị vui lòng xem hết ở trên đoạn phần lay cam trên cao thì quý anh chị sẽ hiểu rõ hơn ha. Còn về đường, đường là đường nhựa, lộ giới là 5 m, hơn 5 m, hai xe ô tô né nhau được ha. Xe tải chạy thoải mái, xe tải trước mặt ha quý anh chị. Đó. Và đèn điện chiếu sáng ban đêm. Đó, trụ rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Còn hệ thống điện internet thì có hết rồi. Đó. Và mình cách cái trục chính quốc lộ 56B, một hướng về Cụ Bị và một hướng về khu công nghiệp Sona De Di Châu Đức, là mình cách cái trục chính 56B tầm khoảng là chắc cũng tầm khoảng 200 m thôi nha quý anh chị. Ngay cái chỗ đoạn cua đấy là ra quốc lộ 56B ha. Còn hướng đó cũng về thị trấn Kim Long luôn, và ra qua ngã tư quốc tế. Thì ở đây thì ra ngã tư quốc tế thì mình có trường cấp 1, cấp 2 và trường mầm non ở chỗ đấy ha, và cũng có nhiều dịch vụ mua bán nhỏ lẻ chỗ đấy ha. Còn mình chạy thẳng ra một đoạn nữa là mình đụng ngay trung tâm thị trấn Kim Long, là mình chỉ cách tầm 2 cây số thôi là ra trung tâm thị trấn Kim Long rồi. Cái trục đường này còn gọi là trục đường chính Hoa Long nữa, trục đường chính của thôn Hoa Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha quý anh chị. Còn về hướng này thì chúng ta sẽ về Hồ Kim Long ha. Rồi, còn bây giờ em xin phép review chi tiết căn nhà của mình ha. Thì á, mình có 30 m ngang nha quý anh chị. Phía trước là đã xây tường rào kiên cố rồi, và này là lát gạch giả đá hết.
phía trước có camera, hệ thống camera an ninh, và cổng của mình là cũng làm giả ngói hết rồi ha, cũng đổ. Và cổng của mình là cổng CNC ha quý anh chị, rất kiên cố luôn, cổng rộng tầm khoảng là hơn 4 mét, tầm 4,5 mét đó quý anh chị. Và cổng này là cổng điều khiển tự động nha quý anh chị, cổng này là cổng tự động, có thể điều khiển ở trong nhà mở hoặc mở ra hoặc đóng lại là có thể điều khiển ở phía bên trong nhà ha. Rồi bước vào trong, cổng này là cổng giả đồng ha, bước vào phía bên trong thì phía bên trong của mình ở phía trước, nhìn ra phía trước của quý anh chị là nguyên một cái giàn này, và anh này chắc để trồng hoa giấy nè, hoa giấy sau này nó sẽ bám lên cái giàn này ha. Buổi đêm quý anh chị đèn điện ở đây rất là đẹp luôn đó. Và anh trồng một số loại trái cây, cây cảnh có giá trị như là cây mai nè quý anh chị ha, mai này rất là đẹp luôn ha. Và tất cả là đều đã có hệ thống tưới tự động hết rồi, và điện nước đồ đã tới nơi hết rồi nha quý anh chị. Đó. Phía này cũng hoa giấy luôn ha. Phía bên kia là khu vực giếng. Giếng bồn ha. Và phía này thì anh có trồng một số cây bưởi. Đó. Đây là phía hàng rào bên trong của chúng ta nè. Lâu rồi em mới thấy một cái cảnh mà nó đẹp thơ mộng như vậy nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn, nó là tuyệt phẩm luôn. Chị về hướng đây thì trồng một số cây trái cây như khế, ổi, xoài, không vâng, liệu cho ra trái chín luôn à ha quý anh chị. Cherry cũng cho ra trái luôn à ha. Phía này thì có mình có trà là ha, mặn. Rồi, đặc biệt nữa là cái phía này mình có là hồ cá. Hồ cá ha, thì cái hồ cá này thì diện tích nó tầm khoảng là 100 mét vuông á quý anh chị, tầm khoảng 100 mét vuông, và nó sâu, hồ này sâu nha, sâu tầm 3 mét á, chứ không phải cạn đâu. Chứ này nuôi bây giờ hiện tại đang nuôi cá chép và một số loại cá khác ha. Còn về bên phía bên này thì trồng bơ, có một số loại bơ. Cái này chắc là chỗ ngủ của mấy con chó nè, cái này chỗ ngủ của chó ha. Phía này là tường rào kiên cố hết rồi, bên cạnh mình cũng có nhà dân ở sinh sống. Phía này thì trồng vườn nho ha, nho rồi châm ruột, đủ thứ loại trái cây trên đời quý anh chị. Phía này nó hồ thơ mộng. Đó, qua đây là căn nhà chính của mình ha. Đây là khu vực nhà xe. Bên kia thì mình có một cái nhà mát ha. Bây giờ em review bên ngoài trước ha, rồi hãy vào bên trong nha. Đó, bên này mình có một cây chôm chôm nè. Đó, cây chôm chôm đang ra hoa ra trái nha quý anh chị, cây lớn á. Sau này gốc mang cục. Và để nói về cái thổ nhưỡng thì thổ nhưỡng đất mình là đất đỏ Ba Giang nha quý anh chị, đất đỏ Ba Giang. Ồ, nhà rất là nhiều máy lạnh luôn quý anh chị ha. Sau này em không biết ảnh làm cái này có mục đích gì đây. Có thể là để tổ chức một cái gì đây, em cũng không biết, không hiểu cái mục đích của cái phía sau này. Nhưng mà mình rộng ra tới đằng sau nha quý anh chị, đằng sau là bây giờ hiện tại đang nuôi gà. Có một số sầu riêng ha. Em sẽ review chi tiết hơn ha. Đây có gốc mít nè, mít là cho thu hoạch hết rồi nha quý anh chị. Đó. Ồ,
rồi bước vào trong. Thì bên trong đây á, là trồng mít và nuôi gà, nuôi chim bồ câu. Phía bên này là cũng thuộc diện tích của thửa đất mình luôn nha quý anh chị. Phía bên này là cũng thuộc diện tích của thửa đất của mình. Hiện tại là đang đóng lại để nuôi gà, ngan. Và trồng trái cây như măng cụt, sầu riêng, rồi bơ. Đó, phía bên này cũng thuộc diện tích thửa đất của mình. Thửa đất của mình tính từ bên kia mình đổ qua là ngang là 53 mét ha. Là cái hậu sâu là mình 53 mét. Hiện tại là sầu riêng cho ra trái hết rồi nha quý anh chị. Đó. Quá, wow, một căn nhà vườn quá lý tưởng luôn. Quá lý tưởng để mà sinh sống luôn ha. Mình rào hết rồi, kiên cố hết. Thì cái căn nhà vườn này quý anh chị là hồi xưa anh chủ là xây mục đích là để về ở sinh sống chứ không có ý định là bán. Nhưng mà nói chung là thời gian thay đổi thì cuộc sống nó cũng thay đổi ha. Thì cũng phải cần lúc nó kẹt tiền, nó cần đến tiền, nó cũng cần phải bán luôn. Đó, sầu riêng một vườn ha. Quá là đẹp luôn. Rồi, bây giờ em xin phép lên bên trên để review phía phòng phía bên trên ha. Rồi, đây là phía trước công viên ha. Bây giờ mình tiến vào review ra cái căn nhà mát đi. Đó. Phía trước này có một cái thảm để đứng lên bộ hồ ha. Đây là căn nhà mát của mình nha quý anh chị. Đây anh chủ nuôi con vịt. Thì căn nhà này chủ yếu là phục vụ cho không gian phòng bếp ha, để nấu nướng, ăn uống ở chỗ này. Đó. Không gian phòng bếp ha. Này. Không gian này cũng khá rộng rãi để cho quý anh chị tổ chức những buổi tiệc cuối tuần. Đó, những buổi tiệc trong gia đình, bạn bè ha. Khá là rộng rãi và cái view cũng khá là đẹp luôn, nhìn ra bờ hồ. Đó. Ở đây thì chúng ta có bàn ghế nhôm. Nhôm đúc ha. Cái bộ bàn ghế này rất có giá trị nha quý anh chị. Hướng bên này thì chúng ta cũng có cái đường đi ra phía ngoài cổng. Nói chung là cái hồ chính giữa mình có hai đường vòng qua ha, đi về phía căn nhà nha. Bài trí rất là ok. Còn đây là căn nhà chính của mình nha quý anh chị. Đây là căn nhà chính của mình. Thì mình có một cái lầu ở trên, và cũng như là ở dưới là mình có tầng hầm. Tầng hầm ở dưới chứ không phải là lầu nha quý anh chị. Phía trước căn nhà của mình, cái sảnh nhìn ra ha. Giờ bước vào bên trong là mình động bếp đầu tiên nè. Nói chung là căn nhà này thiết kế gọn gàng. Phòng ngủ. Phòng ngủ cũng rộng rãi ha. Trần đều làm bằng thạch cao hết nha quý anh chị, đều đóng thạch cao hết. Phía dưới này là tầng hầm ở phía dưới ha, có phòng ngủ. Đó, và để một số đồ đạc trong nhà ha. Chung trong căn nhà này bên trong nó có chó nên em cũng không có thể review cái chi tiết được. Nó còn đây là cái phòng ngủ còn lại.
chung là bên trong bài trí gọn gàng hết. Và mời quý anh chị thêm đoạn flycam từ trên cao ha. Đây là cảnh xung quanh của ngôi biệt thự vườn của mình ha. Đây, đây là toàn cảnh từ trên cao của chúng ta ha. Đó, còn đây là phong cảnh xung quanh. Xung quanh của mình. Ở khu vực của mình thì rất là nhiều nhà vườn, rất là nhiều biệt thự nha quý anh chị. Phía trước mặt đó là hồ Kim Long ha. Hướng này chúng ta chỉ ra trước mặt là quốc lộ 56B. Hướng đó là về khu công nghiệp Sona Đề Di ha. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ xem vị trí Google vệ tinh từ trên cao. Thì ngay chấm đỏ là vị trí Google vệ tinh của mình ha quý anh chị. Thì mình cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là 70 km ha. Mình đi theo trục cao tốc Long Thành Dầu Dây về tới quốc lộ 51, rồi mình rẽ vào để về huyện Châu Đức ha. Và mình cách biển Vũng Tàu tầm khoảng là 40 km nha quý anh chị. Cách biển Vũng Tàu tầm khoảng 40 km. Rồi mình cách trung tâm thị trấn Ngãi Giao tầm khoảng là 7 km ha, 7 đến 8 km gì đó. Và mình cách trung tâm thị trấn Kim Long cũng như quốc lộ 56 tầm khoảng là gần 3 km thôi. Tầm khoảng 3 km ha. Là mình ra trung tâm thị trấn. Thì mình cách ngã tư quốc tế, chỗ giao điểm giữa quốc lộ 56B và đường lớn lớn Kim Long ha. Thì mình cách tầm khoảng là 700m, 500m gì, tầm khoảng cỡ đó nha quý anh chị. Ngay chấm đỏ là vị trí thửa đất của mình ha. Mình cách quốc lộ 56B tầm khoảng 200m thôi. Đó, đây là xung quanh vị trí thửa đất của mình. Thì quý anh chị vui lòng xem chi tiết hơn ở đường link dưới phần mô tả ha, về vị trí của thửa đất nha. Rồi giờ từ vị trí thửa đất chúng ta di chuyển ra trục quốc lộ 56B và di chuyển ra các trục đường lớn ha. Thì xung quanh của mình là hai bên dân cư đã ở rồi, rất là đông rồi. Và có trụ điện chiếu sáng ban đêm ha. Đây là trục quốc lộ 56B. Hướng này là chúng ta về Cù Bị ha. Bây giờ từ hướng Cù Bị mà chúng ta đi ngược ra hướng ngã tư quốc tế. Đây thì phía trước mặt chúng ta đây thôn Hoa Long là cái đường chạy vào đất nha quý anh chị. Đường đó là đường chạy vào đất của mình ha. Bây giờ mình đang tiến tới ngã tư quốc tế ha. Thì ở đó có trường học, có chợ chiều ha. Thì để không làm mất thời gian của quý anh chị thì em xin báo về giá. Thì chủ đang rao cái giá bán mong muốn của lô đất này với cái giá mong muốn là 11 tỷ. Đó. Và cái giá này là cái giá chủ yêu cầu không thương lượng nha quý anh chị. Đó. Thì quý anh chị nào cảm thấy cái lô đất này nó tuyệt vời và phù hợp với cái tiêu chí của mình đặt ra và đủ tài chính của mình thì quý anh chị có thể liên hệ tới số điện thoại của em để mà làm việc trực tiếp với chính chủ ha. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.